Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc sách vì tương lai, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai phối hợp với Thư viện tỉnh Lào Cai thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, từ nhiều năm nay, phong trào đọc sách trong thiếu nhi luôn được Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh quan tâm duy trì. Để văn hóa đọc trở thành việc làm thường xuyên, Ban Giám đốc cùng các cán bộ công nhân viên trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo các em thiếu nhi tại đây tham gia. Qua đó, đẩy mạnh xây dựng văn hóa đọc cho thiếu nhi tại trung tâm, để những trang sách là hành trang cùng các em khôn lớn trưởng thành bước vào cuộc sống. Hôm nay là một ngày rất vui đối với các bạn nhỏ yêu thích sách tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh, bởi Thư viện tỉnh và Trung tâm đã cùng ký kết chương trình phối hợp công tác trong các hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc. Theo đó, hai đơn vị sẽ cùng tổ chức các hoạt động liên quan đến việc đẩy mạnh văn hóa đọc, tuyên truyền, luân chuyển sách, báo, tiện ích thư viện, cung cấp nguồn tài nguyên thông tin, phục vụ học tập giải trí và bổ trợ kỹ năng phù hợp của thư viện cho các đối tượng được nuôi dưỡng và chăm sóc tại trung tâm. Trên cơ sở hợp tác ấy, Thư viện tỉnh cũng sẽ bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức quản lý, vận hành thư viện, sử dụng thư viện, luân chuyển sách cho Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh. Ngoài ra, Thư viện tỉnh cũng sẽ thường xuyên tổ chức phục vụ xe thư viện lưu động, tạo cơ hội cho các em thiếu nhi, học sinh đang được nuôi dưỡng và chăm sóc tại đây, được tiếp cận sử dụng những tài liệu, sách báo, phục vụ cho việc học tập. Cái việc thực hiện cái chương trình phối hợp của hai đơn vị thì nó mang hai cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất là thực hiện cái đề án về phát triển văn hóa đọc của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, và cái kế hoạch triển khai cái đề án phát triển văn hóa đọc của tỉnh Lào Cai. Và cái ý nghĩa thứ hai là thực hiện cái trách nhiệm xã hội của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đối với các cái vấn đề của xã hội, mà cụ thể đây là các cái cá nhân, các cái em nhỏ cũng như là các cái người mà không nơi nương tựa khi mà được đưa về Trung tâm Công tác Xã hội để tỉnh chăm sóc, nuôi dưỡng. Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh với lại bên Thư viện tỉnh Lào Cai đã có sự phối hợp với nhau từ rất nhiều năm nay rồi. Thế nhưng đến ngày hôm nay thì Trung tâm Công tác Xã hội và Thư viện tỉnh đã thực hiện cái việc ký kết. Trong tương lai thì các cái sự phối hợp nó sẽ chặt chẽ hơn và các con sẽ được tham gia nhiều buổi hơn đối với lại các cái buổi đọc sách lưu động. Và khi đọc sách lưu động này thì cũng bổ trợ cho các con rất nhiều, thì sẽ giúp cho các con khám phá được rất nhiều cái kiến thức để cho các con bổ ích trong học tập cũng như trong cuộc sống của mình. Cũng tại lễ ký kết, các độc giả thiếu nhi tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh đã được đọc sách, sử dụng các tiện ích tại xe thư viện lưu động. Với hơn 4.000 đầu sách các loại, máy tính và các sách nói, máy chủ, phần mềm, máy chiếu, TV, tài liệu điện tử được trang bị trên xe thư viện lưu động đã mang đến cho các bạn nhỏ tại trung tâm những trải nghiệm vô cùng thú vị cùng những trang sách. Bạn nào cũng hào hứng lựa chọn cho mình những cuốn sách yêu thích để đọc hay truy cập Internet xem một câu chuyện trên TV. Đặc biệt, các bạn nhỏ còn được tham gia các trò chơi, cuộc thi tìm hiểu về sách, về tác giả. Qua đó càng tạo thêm hứng thú cho các em với việc đọc và tìm hiểu thông tin. Hôm nay bọn em được phục vụ sách và tham gia các trò chơi thì bọn em cảm thấy rất là vui và phấn khởi ạ. Với lứa tuổi của bọn em ý, thì nó cũng giúp tìm hiểu sâu. Xong rồi có nhiều quyển sách thì giúp giải trí cho các bạn trẻ. Con cảm thấy rất vui và con rất muốn cảm ơn các cô, các bác đã mang rất nhiều sách sang đây cho bọn cháu đọc ạ. Cháu thích đọc sách vì cháu muốn đọc chữ, đọc giỏi hơn, viết chữ đẹp hơn, tốt hơn. Hiện nay, Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh đang thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng 120 đối tượng, trong đó có gần 70 em thiếu nhi học sinh. Nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong việc nghiên cứu, học tập, rèn luyện, cập nhật và nâng cao kiến thức, tiếp cận tri thức nhân loại cho các em nhỏ tại đây. Những năm qua, để xây dựng thói quen đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc cho các em thiếu nhi, Trung tâm thường xuyên mượn sách báo, tạp chí, ấn phẩm tại thư viện, cũng như bổ sung, mua mới sách để các em có điều kiện tiếp cận nhiều những cuốn sách mới, phong phú, đa dạng về thể loại.
Đặc biệt từ năm 2019, các em thiếu nhi học sinh tại trung tâm đã có một thư viện mới, khang trang, sạch đẹp, được trang trí bắt mắt với hàng nghìn đầu sách các loại do một tổ chức phi chính phủ tài trợ. Hàng ngày sau giờ học tập trên lớp, có thời gian rảnh, các em lại cùng tập trung tại thư viện của trung tâm để đọc sách. Những cuốn truyện tranh, những cuốn sách về kỹ năng sống và sách tham khảo luôn được các em yêu thích lựa chọn và đọc say mê. Các em cũng thường xuyên trao đổi với nhau về nội dung của những cuốn sách, chia sẻ giới thiệu với bạn những cuốn sách hay mà mình tâm đắc. Những trang sách chính là món ăn tinh thần mang lại cho các em niềm vui, cung cấp cho các em thêm kiến thức để học tập tốt hơn, phát triển kỹ năng xã hội, sống lạc quan vui vẻ. Cho thấy ở trung tâm thì cũng có nhiều người thích đọc truyện và xem sách, với cả là có nhiều chuyện hay. Các cô cũng hay thay quyển sách mới để biết được nhiều hơn về mấy quyển sách này. Đối với bản thân cháu thì cháu đọc sách cho nó thư giãn, thoải mái cho đầu óc ạ. Ngoài ra thì giúp cháu có nhiều kiến thức hơn. Cháu thấy thư viện rất đẹp và rất nhiều sách ạ. Các cô trung tâm mình ngày nào nghỉ, các cô thường cho ra đọc sách, đọc những câu chuyện hay và thú vị. Đọc sách sẽ cảm thấy thông minh. Để phát huy tốt hiệu quả vai trò của thư viện trung tâm, các cán bộ phụ trách thư viện luôn nỗ lực nâng cao năng lực phục vụ bạn đọc, bố trí sắp xếp sách gọn gàng, ngăn nắp theo từng nội dung, thể loại. Đồng thời cử ra một số em phụ trách ghi chép danh sách mượn, đọc sách cũng như tư vấn, hướng dẫn các em khác lựa chọn, khai thác những cuốn sách phù hợp với nhu cầu, lứa tuổi. Để nâng cao cái chất lượng phục vụ cho các con, là một cái cán bộ của trung tâm thì tôi cũng đã tham khảo rất nhiều, có thể là học hỏi từ bên thư viện tỉnh. Về chúng tôi cũng những cái lít sách, chúng tôi cũng có dán lít để các con dễ tìm. Và hai nữa là cũng đào tạo một cái nhóm các chị lớn hơn để giúp đỡ các em tìm những cái cuốn sách mà các em mong muốn, hay là để bảo quản sách ở trong thư viện, rồi là mở cửa và cho các em để các em tìm những cái cuốn sách theo đúng cái nguyện vọng của các con. Có thể khẳng định, việc nỗ lực xây dựng thói quen đọc sách cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh đã tạo ra phong trào đọc sách sâu rộng, góp phần quan trọng giúp các em hình thành lối sống đẹp, tâm hồn trong sáng, có ước mơ hoài bão, sống có lý tưởng, có bản lĩnh. Thời gian tới, với sự phối hợp chặt chẽ với các cấp ngành, đặc biệt là với thư viện tỉnh, tin rằng việc xây dựng văn hóa đọc tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh sẽ ngày càng đạt kết quả tốt hơn, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú cho các đối tượng tại trung tâm để cuộc sống ngày một ý nghĩa, tốt đẹp hơn. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng và mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Nhằm góp phần định hướng các cấp ủy Đảng triển khai tổ chức thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chương trình xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn độc giả cuốn sách Chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành năm 2020. Cuốn sách Chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng được tuyển chọn những bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự đại hội như phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 ngày 26 tháng 12 năm 2018, phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 ngày 18 tháng 5 năm 2019. Chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng ngày 6 tháng 6 năm 2019. Bên cạnh đó, cuốn sách còn giới thiệu một số văn bản của Trung ương chỉ đạo hướng dẫn Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Lào Cai, xin trân trọng giới thiệu đến quý vị độc giả. Chương trình đọc sách vì tương lai đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.